Đây là máy cày Yondea 3036 rồi con, thương hiệu của Mỹ, sản xuất lắp ráp Ấn Độ. Đây, made in Italia, thương hiệu của Mỹ không? Đấy không rồi. Còn có là 3036 là thị trường chuẩn nhất, 5050 Turbo, 5055. Và bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356 7 và 27. Cái này hỗ trợ trả góp cho bà con rồi con, mà con lấy nó thế nó luôn. Bà con chỉ cần trả trước khoảng 70 triệu thôi, lấy máy gì xài. Rồi trả là tiền đóng tiền hàng tháng. Lấy nó thế chấp nó luôn bà con. Yondea 3036. Yondea 5055, 5050. Bà con cần cỡ trước 70 triệu thôi, còn nhiêu là trả góp. Nhớ điều kiện bà con phải có thủ tục đầy đủ. Ba không ba sáu rồi con. Đây là con 5050 nè, 5050D có turbo tăng áp nè. Alo. Alo. Có à? Mới à, bảo hành 2 năm. Anh đây là thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ của con, được sản xuất lắp ráp tại Ấn Độ, phụ tùng linh kiện đầy đủ nha. Phụ tùng còn có cúc đùi có dây cúc chuyền đùi đầy đủ, nhông chuyền đùi đầy đủ. Thưa đùi nó không gãy vô, không giờ gãy cốt rồi con. Đặc biệt đời này là cốt rất là ok luôn, tôi bán giờ chưa thấy con nào gãy cốt, rất là bền, cốt siêu bền do cái ốp đùi nó gần sát cái cốt luôn, nó gánh được nhiều hơn. Thương hiệu này lúc nào có tiếng rồi con, nó rất là nặng, nên nặng nó mới bền. Này là nó luôn cải tiến phù hợp với công ty, nó cải tiến cho phù hợp thì hiện đại nhất đó, tùy theo dùng đất bà con mua lớn mua nhỏ xài, bắt buộc muốn cứng muốn chắc bền phải làm theo đúng công ty mới được bà con ơi, phải nặng. So với dòng kia nặng hơn vài trăm ký thôi, 200 ký thôi, nhưng mà nó chắc, đùi là bao gãy luôn rồi đó. Thời đổ đi. Cảm ơn quá nhà. Chút về. Lên con máy đó phải không? Không biết, để hỏi anh. Alo. Dạ rồi, anh đi đường Trà Vinh phải không? Một hồi đó anh.